the whole bird, you know? Yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Bị lớn nhanh lên. The only reason why I didn't dress out right now is because Happy New Year! Edward! I've got nothing. Chúng tôi là làm lễ gia tiên, xin mời cô dâu chú rể vào trong để làm lễ gia tiên. Main stage. So we will walk all the way back to the food court, and from the food court we will walk all the way back to the main stage. So be ready, and if you want anyone to want to follow it, follow the crowd. Trà để cho cha mẹ hai cô và giám sứ đang diễn ra tại nhà lá. Tháng tốt của hai con, ba mẹ
tôi đã sau bao nhiêu tháng mà tìm đến với lại Tiffany thì cũng phải muốn nói với lại quý vị hai họ, chú rể đẹp trai này nhà đã cậu được cái 2 căn rồi. Là, có nghĩa là 1 căn đó là để cho cha mẹ ở, và đến khi cô dâu rước về thì 2 vợ chồng sẽ ở 1 căn nhà riêng vừa mới mua ở Newport Coast. Thì theo như hôm đó, tại vì chúng tôi cũng có đi theo để mà mua cái căn nhà đó cho cô dâu chú rể, thì nghe nói là cái số tiền cũng rất là nhỏ. Thưa quý vị, mua được với cái giá rất là hời, chỉ có 2 triệu mốt mà thôi. Bây giờ là chúng tôi, nghĩa là khi mà quý vị gả con về, chúng tôi làm mai cho đám cưới này là đã biết cháu nó về sẽ được sung sướng trọn đời. Dạ là cái gì đó 2 triệu mốt. Tôi xin phép anh chị để tôi có tài cùng rể quý của tôi. Con rể quý con biết mà ba mẹ con cứ con gái cưng thôi, từ nhỏ đến lớn anh vẫn đi học cùng, không biết là chén cái bát nó không biết rửa nữa, không biết thôi. Nó đã lấy cái bằng bác sĩ, bây giờ thêm 4 năm nữa lấy bằng. She's a doctor. Cái bằng đó, cái bằng cho anh đó. Con về nhà, con nhớ giúp em. Ông bà có câu là đồng vợ đồng chồng thì tác bể đông cũng cạn. Con nhớ dạ ghi lòng với con. Ba mẹ á, như vậy con nhớ cái thằng bò vừa rồi không? Rất là xui. Ba mẹ đã lấy cái số con nhưng mà chỉ có 5 con. Nên số tiền đó ba mẹ để là hết cho 2 con. Sau này con nhớ nha. Ông bà mình, nhưng mà cái thời của ba bây giờ đó, thói câu này rất là quan. Con phải nhớ là nhất giờ gì chờ đó. Con nhớ. Dạ, xin cảm ơn tới các ông bà Tiffany. Và thưa quý vị, chúng tôi xin đại diện cho bên cha mẹ của chú rể đến đây đã ghi nhận những gì của ông bà nói. Và cũng xin ông bà yên tâm, tại trước khi chúng tôi làm mai cho đám cưới này, chúng tôi đã nói hết tất cả những gì ông bà có rồi. Thì nên cho bao nhiêu thì chắc cũng về tay Tiffany mà thôi, tại vì nhất vợ nhì trời. Tiffany, cháu đừng có phải lo gì, phải về đó, phải làm gì hết. Cứ ngồi ăn không, tại vì đã có người nanny làm cho nhà là 2 người về cho nhá. Dạ, chắc là đang rất đợi đám đồng nước mà cô sẽ chú rẻ của cô dâu đi ra khỏi làng. Chắc là đang đợi rất là nhiều ở ngoài. Dạ, là bây giờ thấy là cô dâu, vì cô dâu chú rẻ thấy mọi người mà chưa thấy cô dâu chú rẻ nhưng là đang đợi đằng ngoài rất là nhiều. Nào, bây giờ là cái phần nghi thức đã chấm dứt, chúng tôi xin phép để hướng dẫn dẫn hai đoàn nhà trai và nhà gái lên sân khấu. Dạ, sau khi chấm dứt rời khỏi làng Việt Nam thì cô dâu chú rể và đoàn cưới sẽ đi một vòng hết mọi làng ở hội chợ Tết để cho ra mắt dân làng, ra mắt tất cả quan khách đang du xuân tại hội chợ Tết sinh viên. Sau khi mà cô dâu chú rể cùng hai họ ra mắt dân mọi người đang du xuân tại hội chợ Tết sinh viên sẽ đến, sẽ tiến thẳng về sân khấu chính của hội chợ Tết. Ở đó cô dâu chú rể sẽ ra mắt tất cả mọi người và quan khách đang du xuân toàn bộ hội chợ Tết đang du xuân. Đi từ từ, đi chậm chậm đi. Hai bà quý nhạc và bà tử vừa thôi. Order around the background and go to the main stage. Okay.
sửa soạn chúng ta sửa soạn cho cô dâu chú rể rất mong mọi người ăn nhé. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quan viên hai họ,
ngày hôm nay là ngày đẹp của đầu xuân Bính Thân. Chúng tôi đã làm đầy đủ hết tất cả nghi thức trong làng cho cặp uyên ương Tiffany và Alan trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi chỉ ở trên sân khấu này để giới thiệu cùng quan viên hai họ, cùng với dân làng, cô dâu xinh đẹp mà chúng tôi mới được hân hạnh đón tiếp về là Tiffany cùng chú rể Alan. Xin mọi người một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt đến chào mừng đến cô dâu chú rể đến với dân làng ngày hôm nay. Và cũng luôn tiện chúng tôi xin phép để mời quý vị tối nay tới dự tiệc cưới của hai cháu tại khách sạn ở Beverly Hills. Và sau này, sau cái phần nghi thức này, chúng tôi có một buổi tiệc rất là nho nhỏ ở nhà hàng ở Newport Coast phía sau của chúng ta, có thể đi tới bằng xe bus tới để mà dự tiệc cưới của hai cháu trong hai lễ hiệp, thứ nhất là tại Newport Coast và tối nay tại Beverly Hills. Chúng tôi một lần nữa xin kính chúc quý vị một mùa xuân an lành, vạn sự may mắn. Xin kính chào quý vị. Và hôm nay là hội xuân Bính Xuân, đám cưới đầu làng của Tổng hội sinh viên. Và trước khi mà chúng ta từ giã thì nhiều người muốn biết là cô dâu chú rể này có phải là đám cưới thật hay là chỉ là đám cưới mà qua hình thức. Thưa quý vị, trong suốt 15 năm qua, tất cả là 14 đám cưới của trong làng là đều là thật, chỉ có một đám cưới không thật, nhưng mà đó là phiên xê với nhau thôi. Còn đây, các em sẽ làm đám cưới ở bên ngoài trong năm nay. Tiffany và Alan, em làm một cử chỉ nào mà để cho tất cả dân làng biết tụi em như thế nào, yêu nhau cỡ nào? Nhân kính thưa quý vị, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường và phu thê vừa rồi đã giao bái với nhau rồi quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay cho phu thê giao bái quý vị. Yeah. Và bây giờ chúng tôi cho chú rể và cô dâu có một vài lời. Thank you everyone for coming to this wedding. It's an honor to have everyone witness this, even though it is not real, but it seems like it's a real wedding here, very traditional. Thank you very much. Happy Vietnamese New Year, and good luck and fortunes to everyone. Một cái chi tiết chúng tôi cũng muốn là chia sẻ cùng với quý vị, Tiffany cũng là phó cựu chủ tịch của Tổng hội sinh viên năm vừa qua. Tiffany vào. Chào mừng Tiffany và Alan. Và bây giờ chúng tôi xin phép quý vị để mà cùng với dân làng để cho chúng tôi về để mà ăn bữa trưa ở Newport Coast. Vâng, nhưng mà tất cả những cái bao nhiêu mà gửi tiền để tặng cô dâu chú rể thì đưa cho anh chị, đưa cho chị MC phải không ạ? Dạ thưa quý vị, chúng tôi là rất là mát tay, đã làm mai cho bao nhiêu đám, tổng cộng tôi được hân hạnh làm cho 7-8 đám, đám này là đám thứ 8. Nếu mà các anh chị mà muốn con quý vị có mau có chồng đẹp, giỏi, sang, quý vị muốn có một cô dâu xinh đẹp cũng giỏi như vậy, xin liên lạc với chúng tôi, Tổng hội sinh viên 1-800 đám cưới. Chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu với của tất cả các trường Việt ngữ tại sân khấu làng Việt Nam. Quý vị đang vui xuân tại hội chợ Tết sinh viên cũng như tại làng Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản làng Việt. Hôm nay chúng tôi cái đám cưới thì xin anh chú rể có thể cho biết được cái cảm. Anybody find another microphone bring it to the stage for me. Chú rể nghĩ như thế nào? Anybody think? Anybody see the microphone? Honored. Anywhere, please put to the stage. And it's very. Everybody's here to come and support this great event. It's a great experience. Dạ thưa cô dâu, chúng tôi cũng đều biết cô dâu là phó chủ tịch của tổng hội sinh viên. Cô dâu nghĩ như thế nào về một cái đám cưới mà của cô được tổ chức theo cái truyền thống của người Việt? Con thấy cái đám cưới tại cái làng Việt Nam cũng là đặc biệt lắm. Cháu cũng vui lắm có được
participate trong cái đám cưới này. Xin cảm ơn cô dâu chú rể và chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Thank you. Phục vụ cho quý vị trong phòng này. Lucky for all of you, I am an aspiring comedian, so I'd like to tell some jokes if that's okay. First joke, in light of the Lunar New Year, what kind of key opens up a banana? A monkey! Alright, how about another one? Next joke! Alright folks, we got a good monkey joke for you. Why don't you want to go battle with a monkey? Because they'll use guerrilla warfare. Alright. We're going to stray from monkey jokes a little bit because we heard it was like Vietnamese Disneyland in there. So I got some inspiration to make some Disney jokes. Why should you not give balloons to Elsa? Because she'll let it go. Oh my god. Alright. One more. How about Vietnamese Disney joke? What is Timon and Pumbaa's favorite Vietnamese dish? A bum ba ba, a bum ba ba, a bum ba ba. Alright guys, unfortunately all good things do come to an end. This tram ride has reached its destination. My name is Austin Vu. I hope you guys enjoyed it as much as I did. Please wait till the train makes its complete stop before exiting. Happy New Year everybody, thanks for coming to that festival. And Chúc mừng năm mới. Thank you.